Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ lưu đại nhập vàng tập 1. Câu chuyện này xảy ra vào chế độ Văn Trị Thiên Hạ đời nhà Tống. Thời đó vốn thịnh hành lối khoa cử 3 năm một lần, nhưng người có tên trên bảng vàng lại không có mấy ai. Rất nhiều người đọc sách đi thi đến lúc bạc đầu mà vẫn chưa lần nào thi đỗ, hoang phí mất tuổi xuân, đồng thời cũng tiêu tốn bao nhiêu là tiền bạc. Một vài văn nhân nghĩa sĩ đã mở trường nghĩa thuật, giúp đỡ miễn phí những người đọc sách tiếp tục đi học. Ông chủ trường học tên Lưu Đại của chúng ta gia cảnh hết sức bần cùng, trước đây đã từng ở trường nghĩa thuật này khắc khổ học tập. Nhưng chẳng phải đạo mà được giàu sang thì người quân tử chẳng thèm. Nghèo và hèn người ta ai cũng ghét, nhưng chẳng lỗi đạo mà phải nghèo thì người quân tử chẳng bỏ gì. Hôm nay các con hãy lấy đề bài Bất Nghĩa Mà Giàu Có Phú Quý, ta xem như đám mây trôi vậy, viết thành một bài văn cho thầy. Dạ. Ê, chờ tôi một lát. Thưa thầy. Lưu Đại, lát nữa con hãy đi cùng thầy. Thưa thầy, thầy hãy để con giúp cho. Vậy thì làm phiền con rồi. Lưu Đại, con rất giống thầy hồi còn trẻ. Con có biết vì sao thầy mở trường nghĩa thuật này không? Thầy mở trường nghĩa thuật là vì muốn giúp đỡ những người học trò gia cảnh thanh bần như chúng con, để cho chúng con cũng có cơ hội học tập. Con có biết không, loại đá trên con đường này cũng giống như tượng Phật bằng đá trong chùa vậy, đều là từ một ngọn núi. Kỳ thực trường nghĩa thuật của thầy giống như con đường được lót đá này vậy. Con đường lót đá có thể dẫn những người đi qua ngọn núi này đến được con đường chính, giúp họ đi được thoải mái hơn một chút, đỡ vấp ngã hơn. Lúc thầy lớn cỡ con, thầy cũng đã từng có cơ hội tham gia khoa cử. Nhưng mà lúc đó trong nhà quá nghèo, không kiếm đủ lộ phí để đi thi. Sau đó thầy phải làm nghề buôn bán, cuối cùng đã mở được trường nghĩa thuật.
sau này con sẽ giống như thầy vậy, sẽ mở một trường nghĩa thuật. Con đường lót đá đó có thể giúp được cho bao nhiêu người đây, sẽ giúp cho tất cả những người nào đi qua ngọn núi này. Còn xem tượng Phật thì không giống như vậy. Tượng Phật có thể hướng tâm tánh con người quay về nẻo chánh. Mặc dầu đã rời khỏi chùa rồi nhưng vẫn còn lại ấn tượng trong tâm của những người đó. Con xem, những người mà các sư phụ ở chùa giúp đỡ không chỉ là những người sống ở vùng này, con có hiểu hay không vậy? Lưu Đài à, sắp đến kỳ thi rồi, con hãy đi tham gia đi. Nếu như có thể thi đậu thì hãy là một vị quan tốt, dẫn dắt càng nhiều người đến với chánh đạo. Quan trọng hơn những là dẫn dắt lòng người đến với chánh đạo nha con. Khi con đi ra khỏi thôn trang này, hãy tận sức của mình mà giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Thưa thầy, thầy đưa cho con vật gì vậy ạ? Thưa thầy, thầy làm như vậy là sao ạ? Lưu Đài, thầy biết con không có tiền, thầy đã chủ tâm chuẩn bị cho con đó. Đây là tấm lòng của thầy, con hãy nhận lấy đi. Thưa thầy, trong mấy năm qua con học tại trường nghĩa thuật của thầy, thầy không thâu nhận con đồng bạc nào mà còn dụng tâm dạy học. Thậm chí thầy còn dạy tốt hơn những trường nghĩa thuật có thâu tiền nữa. Thầy đã thay đổi cuộc đời của đứa học trò nghèo là con. Việc này đã giúp đỡ lớn nhất đối với con rồi. Con bất luận thế nào cũng không thể nhận tiền của thầy được. Thôi được rồi, hãy xem là thầy cho con mượn đi. Một đời làm thầy, suốt đời làm cha. Lời của thầy con không thể không nghe theo. Thưa thầy, con xin bảo đảm sẽ nhất định tham gia khoa cử. Tiền lộ phí con sẽ nghĩ cách kiếm dần dần. Xin thầy đừng lo cho con. Thầy hãy giữ tiền lại đi ạ. Cái gì? Huynh muốn đi làm thuê để kiếm tiền lộ phí à? Số tiền đó không ít đâu đó. Trên đường đi chúng ta tiết kiệm một chút, cũng đâu có nhu cầu gì nhiều. Chúng ta hãy cùng nhau đi làm. Chúng ta đều là học trò, sức đó gặp không chặt, huống hồ làm việc gì khác. Có ông chủ nào cần chúng ta chứ? Để thấy hay là bỏ ý nghĩ đó đi. Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai mà. Lúc chúng ta mới quen biết nhau, Quynh đã từng kể cho đệ nghe về ước mơ của Quynh. Đệ vẫn còn nhớ chứ? Là cái gì? 3 năm trước gặp nàng Châu Chấu. Lý đại thúc trong thôn của chúng ta đã hơn 50 tuổi mới có đứa con gái, nhưng vì không có lương thực, đứa bé đó chưa được 1 tuổi đã chết vì đói rồi. Quynh đã nói sau này nếu có năng lực sẽ đem hết khả năng mở thật nhiều tiệm cháo cứu giúp cho người nghèo. Đúng rồi, năm xưa cha mẹ của đệ cũng bị đói chết, họ chỉ để lại cho đệ miếng ngọc bội này mà thôi. Hiện nay chúng ta mặc dù đã học được không ít kiến thức từ thầy, nhưng mà sức lực vẫn còn mỏng lắm. Những việc thực sự làm được rất ít. Để xem, nếu như đệ có thể làm quan thì lực lượng của đệ sẽ rất lớn. Nếu như có một ngày đệ có thể trở thành vị quan tốt, vì đất nước tận trung, vì nhân dân làm việc, thì linh hồn của cha mẹ đệ ở trên trời sẽ được an ủi đó. Để xem, Quynh nói có đúng không? Quynh nghe người ta nói ông chủ Lý trong thôn mình là người tốt, chúng ta hay là đến hỏi ông ấy có cần người làm công hay không. Làm ở nhà tắm à? Hiện giờ không phải là mùa hè thì bao nhiêu người đến tắm chứ? Liệu ông ấy có chịu giúp đỡ hay chúng ta không? Chúng ta trước tiên hãy đi hỏi đã. Tâm trí thành thì kim thạch cũng phải nứt thôi mà. Xin chào trước công tử. Thật là nóng quá mà. Được, hai cậu có tấm lòng như vậy cũng thật không dễ có. Ngày mai hãy đến làm việc đi. Cảm ơn ông chủ Lý. Vì cần tiền mà chấp nhận đi làm công, việc này không có gì mà mất mặt cả. Muốn có tiền mà cứ đi xin người khác mới là đáng xấu hổ đó. Nhưng chẳng phải đạo mà được giàu sang thì người quân tử chẳng thèm. Nghèo nhà hèn người ta ai cũng ghét, nhưng chẳng lỗi đạo mà phải nghèo thì người quân tử chẳng bỏ dậy. Thưa thầy, chúng con đi. Tạm biệt thầy.
Tạm biệt ông chủ. Thật không ngờ chúng ta đã kiếm đủ tiền lộ phí rồi. May mà lúc đó để nghe theo lời Quynh. Trương sĩ à, đệ không có may túi đựng tiền, cẩn thận kéo tiền của đệ sẽ mất đi đó. Đệ không dùng túi đựng tiền đâu, phiền phức lắm. Lưu Đại à, đừng có lo nói đệ không. Quynh xem tiền của Quynh kìa, cũng bị rớt kìa. Có lẽ không phải là tiền của Quynh, nhất định là do người khác đánh rơi. Đây là... Ồ, đây là tiền mà tôi lúc nãy nhặt được ở dưới đất, không biết là của ai đánh rơi. Làm tốt lắm Lưu Đại. Tiệm của chúng ta không thể nhỏ, nhưng đạo nghĩa không thể nhỏ được. Đồ của người khác, chúng ta nên nghĩ cách trả nó về cho cố chủ. Để ta mau đi hỏi xem là ai đã đánh rơi. Nếu như không tìm ra thì không được đâu. Ông chủ thật là tốt, mỗi lần nhặt được đồ của ai đều tìm ra cho bằng được người mất của. Nhưng mà sức khỏe của ông ấy không tốt, Quynh rất muốn giúp ông ấy. Phải có cơ hội chứ, chúng ta đi làm việc thôi. Đi nào. Để ta mau đi hỏi xem là ai đánh rơi. Nếu như không tìm ra thì không được đâu. Ây da, ây da, bộ quần áo mới của tôi, lát nữa làm sao đi gặp ông chủ Dương đây. Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi thật tình không cố ý à. Để tôi lau cho ngài. Quả thật xin lỗi ngài. Xin lỗi à? Xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề sao? Ây da, lát nữa tôi phải đi gặp một người rất quan trọng. Bộ dạng của ta hiện giờ có thể đi gặp được người sao? Y phục của ta, ngươi nhìn xem, đây là hàng tơ lụa cao cấp. Một bộ phải mất 6 lượng vàng. Hôm nay lần đầu tiên ta mặc nó thì bị ngươi tông vào như thế này, bồi thường đi. 6 lượng vàng, nhiều quá vậy. Tôi thật là không đền nổi rồi. Vậy ngươi, thưa khách quan, cậu ta chỉ là học trò đi làm thuê thôi, thật tình không đền nổi nhiều tiền như vậy đâu. Đại nhân xin mở đại lượng, đừng tính toán gì cậu ta làm gì. Cả năm nay ngài đến chỗ của tôi không thu tiền của ngài có được không ạ? Hà Quynh à, thôi bỏ đi, còn có gì quan trọng bên mình mà. Quynh xem, cậu ấy không phải cố tình, thôi bỏ đi mà. Vậy giảm còn một nửa vậy, đền 3 lượng vàng đi. Thôi được rồi, vậy để tôi đi lấy cho ngài. Ngài xem, đây là toàn bộ số tiền của tôi. Vốn là chuẩn bị làm lộ phí để đi thi. Ngài hãy lấy nhận đi. Xin đừng lấy tiền của ông chủ tôi. Người nào làm người đó chịu, có được không ạ? Được rồi, tha cho người đi, làm phúc. Quynh hà tất phải làm khó một người làm công như vậy. Dù sao chúng ta còn có việc gấp phải làm, mau đi thôi. Vậy thôi bỏ đi. Niệm tình ngươi trung thành với ông chủ của các ngươi, quá thật là xui xẻo mà. Lưu Đài, vị khách lúc nãy vì sao không đợi ta đưa tiền mà bỏ đi rồi? Dạ. Ông chủ Lý à, tôi và Trương Sĩ ngày mai phải lên tỉnh tham gia khoa cử rồi. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của ông đối với chúng tôi trong thời gian qua. Đừng nói như vậy, ta luôn xem những thanh niên các cậu như con của ta vậy. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau thì nhà tắm của chúng ta mới có được ngày nay. Hai người các cậu hãy thi cho tốt, sau này có cơ hội hãy thường xuyên quay lại thăm nơi này. Hãy xem đây là nhà của chính mình nha. Thưa ông chủ, tôi nhất định sẽ trở về thăm mọi người. Hôm nay hãy để tôi ở đây làm thêm một lát nữa. Sau này e rằng không còn có cơ hội như vậy. Tôi muốn ở cùng với mọi người thêm một lát nữa. Ngày mai chia tay không biết đến khi nào mới gặp lại, có được không? Đương nhiên không thành vấn đề rồi. Lưu Đài à, đại phu nói tỳ của Quynh không tốt. Đệ có biết tỳ nằm ở đâu không? Đệ cũng không rõ lắm, hình như là ở chỗ này.
Ồ, hóa ra mình còn lại một đồng tiền. Mình chỉ còn lại một đồng tiền thôi à? Lưu Đại à, mau mang đến cho tôi cái khăn chà lưng đi. Vâng. Đây là cái gì vậy? Sao bà chậm quá vậy? Thôi khỏi nhé, tôi tìm thấy khăn rồi. Hả? Từ trước đến giờ mình chưa từng thấy tiền nhiều như vậy. Trần Thọ Phụng Thưởng. Trong nhà tắm này đâu có ai tên là Trần Thọ đâu. Xem ra là do khách làm mất đi mà. Nhiều tiền thế này người đó nhất định sẽ rất lo lắng. Lưu Đại à, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Ông chủ ho rất là nhiều. Hiện giờ nếu lại để ông chủ vì túi vàng này mà lo nghĩ, liệu thân ông có kham nổi không? Ngày mai mình phải rời khỏi đây rồi. Ân đức của ông chủ mình vẫn chưa báo đáp được, chỉ bằng mình thấy ông chủ hoàn trả cho chủ của nó. Ông chủ Lý à, qua đây một lát. Được, tôi qua liền. Đại khái được rồi mà, ngày mai còn phải lên đường nữa, đừng để mệt quá đó. Tôi biết rồi, ông chủ yên tâm đi. Lưu Đại à, cậu không sao chứ? Ồ, ông chủ, ông về trước đi. Tối nay con muốn ở lại đây thêm một lát, con sẽ đóng cửa giúp ông. Ông chủ yên tâm đi. Được rồi, đêm đến đừng để bị lạnh đó. Dạ, cảm ơn ông chủ. Ông chủ à, ông cũng phải chú ý đến sức khỏe đó. Sau này con đi đến nhiều nơi nhất định sẽ hỏi giúp ông xem có bài thuốc dân gian nào trị bệnh ho của ông hay không. Tiểu huynh đệ à, tiểu huynh đệ à, cho tôi hỏi thăm một chút. Hạ huynh à, thôi bỏ đi, tha cho người làm phúc đi mà. Xin hỏi cậu có nhìn thấy một túi vải màu xanh không vậy? Lúc sáng tôi gấp gáp lên đường, lúc đi tôi hình như đã đánh rơi ở nơi này. Tôi là thương nhân, số tiền đó đối với tôi rất quan trọng. Trong túi của ngài có những thứ gì? Có 20 cây vàng. Tôi họ Trần, trên mỗi cây vàng đều có khắc chữ Trần cả. À đúng rồi, còn có một phong thư nữa, phía trên có dòng chữ Trần Thọ Phụng Thượng. Số tiền đó là toàn bộ tài sản của gia đình tôi. Tôi có một công việc kinh doanh rất quan trọng, phải dựa vào số tiền đó. Việc kinh doanh này nếu như không xong thì ngay cả nhà tôi cũng sẽ mất luôn. Tiểu huynh đệ à, cậu có nhìn thấy không vậy? Đi theo tôi nào. Nếu thật như lời người nói, trong này có một phong thư và 20 cây vàng, không hơn không kém. Trên mỗi một cây vàng đều có khắc chữ Trần. Lần sau ngài phải cẩn thận. Cảm ơn tiểu huynh đệ, đây là một chút tấm lòng của tôi. Không cần đâu. Nếu ngài muốn cảm ơn, hãy cảm ơn ông chủ của chúng tôi. Ông chủ đã dặn chúng tôi, khi nhặt của rơi của người khác phải trả về cho chủ của đó. Quân tử hiểu rõ nghĩa, tiểu nhân biết rõ lợi.
Ngài hãy mau cầm lại vàng đi. Tôi trả lại cho ngài không phải vì muốn lợi, chỉ là việc tôi nên làm thôi. Nếu tôi nhận số tiền này thì chẳng phải là tôi là tiểu nhân sao? Nếu tiểu huynh đệ khăng khăng không nhận, tôi cũng không ép. Cậu còn trẻ tuổi như vậy mà đã hiểu sâu đạo nghĩa, sau này nhất định sẽ có triển vọng lớn lao. Đều trách chính tôi làm việc hấp tấp, đã gây thêm phiền phức cho tiểu huynh đệ. Sau này nếu có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ nghĩ cách báo đáp tiểu huynh đệ. Tôi vẫn còn việc gấp, xin đi trước một bước, sẽ gặp lại nhau sau. Đại Nhạc Vàng Tập 2. Trương sĩ, hôm nay sao sớm như vậy mà đệ đã đi làm rồi? Việc lúc nãy đệ đã nhìn thấy rồi. Hiện nay đang là lúc thiếu tiền, sao huynh không biết linh hoạt chút nào vậy? Nhặt được tiền thì phải dùng vào việc thi cử trước chứ. Thi đổ rồi, huynh ra làm gì quan tốt, không phải là việc tốt hay sao? Không phải có một lần thầy đã bảo chúng ta viết một bài văn về đề tài bất nghĩa mà giàu có phú quý, ta xem như đám mây trôi hay sao? Ông chủ của chúng ta cũng đã nói phải trả tiền cho người mất, để không nhớ hay sao? Không phải hôm nay vì hai người bọn họ nên tiền của huynh đã nộp phạt hết rồi sao? Chuyện băng sáng là do lỗi của huynh, huynh không nên đem việc đó đổ cho người khác. Cho rằng huynh đã sai đi, nhưng khi đem tiền trả cho người ta báo đáp cho huynh, huynh cứ nhận lại được rồi. Người đó cần nhiều tiền đến như vậy, nếu như huynh cặp lấy thì người ta sẽ không đủ tiền để làm việc. Huynh không muốn vì niềm vui của mình mà khiến cho người khác bị đau khổ. Huynh, ngày mai chúng ta phải lên đường đi thi rồi. Chúng ta vốn là bạn học với nhau, để muốn đem tiền của mình cùng với huynh xài chung, xem ra chắc huynh cũng không muốn. Vậy đệ tự mình đi đây, huynh hãy lo liệu bản thân cho mình. Lưu Đại à, sắp đến kỳ thi rồi đó, con hãy đi tham gia đi. Nếu như có thể thi đậu thì hãy là một vị quan tốt, dẫn dắt càng nhiều người đến với chánh đạo. Khi con đi khỏi thôn trang này, hãy tận hết sức của mình mà giúp đỡ càng nhiều người hơn nữa. Đây cũng là niềm mong ước của thầy. Mình đã nhận lời của thầy rồi, mình nhất định phải đi thi. Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Bất luận thế nào, con cũng sẽ không để cho thầy vì con mà lo lắng. Sáng sớm ngày mai con sẽ lên đường. Học trò ở nơi đây xin bái biệt với thầy. Tương lai nhất định con sẽ quay về báo đáp ân tình của thầy. Đây, nước trà đây. Uống nước trà nóng giải khát đi. Bánh bao đây. Bánh bao mới ra lò đây. Mùa đông đến, Lưu Đại đã trải qua biết bao gian nan vất vả, cuối cùng đã đến được trường thi ở tỉnh thành trước 3 ngày. Hôm qua đã nhìn thấy một tên ăn xin bị chết cống. Đó không phải là ăn xin mà là thí sinh. Cũng khó trách được, thời tiết lạnh thế này mà không có tiền, không đói chết thì cũng chết cống thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Ngài có việc gì cần vậy? Là thế này, tôi là học trò đi thi, 3 ngày nữa là thi rồi. Tôi không có lộ phí, trời lạnh quá, ở bên ngoài sẽ bị chết cống. Có thể như vậy được không? 3 ngày trước khi thi, tôi sẽ ăn ở tại chỗ của ông. Để sau khi thi xong, tôi sẽ ở lại làm công cho ông, đem số tiền tôi ăn ở nơi này trả lại cho ông. Ý của cậu là trước khi thi thì ăn thiếu ở chịu chứ gì? Vâng, nhưng mà cậu hãy đi mà hỏi người khác đi. Ngộ nhỡ cậu thi xong rồi chuồn mất thì biết làm sao đây? Tôi sẽ không như vậy đâu, thật mà. Xin ông hãy tin tôi. Hãy tiễn khách đi cho ta. Không được,
Như vậy làm sao mà được chứ? Không được, không được. Xin làm chút việc thiện, xin làm chút việc thiện đi mà. Người tốt sẽ được báo đáp mà. Xin làm chút việc thiện đi, cầu xin các vị. Người tốt sẽ được báo đáp. Người tốt sẽ có báo tốt. Người tốt sẽ có báo tốt. Xin làm chút việc thiện đi mà. Tất cả đều không được. Đây chắc là quán trọ cuối cùng của tỉnh thành này rồi. Mặc kệ, hãy thử thêm lần nữa xem sao. Này, khách quan, người cần điều gì xin cứ nói. Là như thế này, tôi đến đây để đi thi. Nhưng mà đến đây thì đã hết lộ phí mà theo bên mình. Tôi có thể ăn ở tại chỗ của anh trước. Đợi tôi thi xong rồi sẽ ở đây làm công trả lại tiền cho anh. Bà chủ à, có người xưng là thí sinh đi thi, nói muốn xin ghi nợ, sau đó đến làm công ở chỗ chúng ta. Không được. Này này này, xem nó nói chuyện kìa, thật là buồn cười. Lưu Đài, tỉnh dậy đi. Lưu Đài à, tỉnh lại. Trương Sĩ à, là để đây, không có ngờ chứ gì. Đây cũng gặp xui xẻo. Nửa đường đi đến đây, tiền bạc cũng bị bọn săn tặc cướp lấy, cũng may là giữ được cái mạng. Còn sống là tốt rồi. Vì hiện giờ để sao? Để hiện giờ làm ăn xin. Dù sao cũng không còn bao nhiêu ngày nữa là vào thi rồi. Để thi xong rồi tính vậy. Quynh nhìn này. Đi nào, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Để mời Quynh, chúng ta đi ăn một chầu nào. Để hiện giờ đã dùng túi đựng tiền rồi sao? Để nào có dùng túi đựng tiền. Cái này là để nhặt được đó. Chết. Để vẫn chưa hiểu sao. Tiền nhặt được không thể lấy dùng. Để hãy nghĩ cách tìm người mất mà trả lại cho họ đi. Là Quynh vẫn chưa hiểu ra thì có. Quynh hãy nhìn bản thân mình đi. Nếu như trước đây Quynh giữ lại số tiền đã nhặt được, thì Quynh có lâm vào tình cảnh như ngày nay không? Quynh có đi hay không thì tùy. Để đi ăn một mình đây. Quynh cảm thấy như vậy là đáng sao? Quynh hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Nghĩa và lợi rốt cuộc cái nào quan trọng hơn? Để hỏi Quynh lần nữa, Quynh muốn ngồi đây giữ cái nghĩa của Quynh rồi chịu đói chịu rét, hay là dùng số tiền trong túi này cũng ăn với đầy một bữa? Gió có thể thổi bay túi vải, nhưng không thể lay động được ý chí của núi kia.
Quynh thà xin ăn mà giữ vững được nguyên tắc của chính mình. Tiền của bất nghĩa Quynh sẽ không đụng đến đâu. Điên rồi, Quynh điên rồi. Tiểu nhị, đến đây tính tiền. Đến ngay. Ta có tiền đây, tính mau đi. Xin hãy làm chút việc thiện, xin hãy làm chút việc thiện, người tốt sẽ báo tốt mà. Tổng cộng là 2 lạng bạc. Ăn no quá. Sơn huynh xin được cái gì đây? Lưu huynh à, xin ăn không phải như vậy đâu, mà phải chuyên nghiệp như để gì nè. Nhìn đây nè. Đại nương à, xin làm chút việc thiện. Cha mẹ của tôi bị bệnh chết rồi. Tôi hiện giờ cũng mắc bệnh giống như họ vậy. Không xong rồi. Xin bà cho 2 người chúng tôi. Hãy để cho tôi trước khi chết ăn nó một bữa có được không? Cảm ơn, xin cảm ơn bà. Bà nhất định sẽ có thiện báo. Ăn cắp tiền, ăn cắp tiền của người ăn xin nè. Ăn cắp tiền. Ngươi, 2 người các ngươi giả dạng ăn xin, một mặt giả bệnh xin ăn, một mặt nhà trọ ăn uống thịnh soạn, còn nói chính mình là học trò đi thi nữa. Ta phải đem số tiền mà bị các ngươi gạt lấy lại. Hãy mau đưa ra đây. Chạy thôi. Miếng ngọc bội đó là của mẹ tôi để lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Ta bình sinh rất ghét kẻ lừa đảo. Đúng lúc ta gặp được người xin ăn thật sự. Các người hãy làm việc tốt đi. Nếu như không có bọn giả ăn xin thì những người ăn xin đâu có khổ như vậy chứ. Miếng ngọc bội đó thật là của mẹ tôi cho tôi mà. Sau này 2 người tốt nhất là đừng ở đây mà gạt tiền nữa. Nếu không thì nắm đấm của ta sẽ không khách sáo đâu. Trương sĩ, để không bị thương chứ? Lưu Đài à, làm nhiều việc bất nghĩa rồi sẽ bị quả báo thôi. Xem ra là sự thật rồi. Hiện giờ món đồ cuối cùng của cha mẹ để lại cho đệ cũng không còn nữa. Giờ thì tốt rồi. Đệ không những đã hại chính mình mà còn liên lụy đến huynh nữa. Không thể xin cơm được rồi. Đệ đừng nói như vậy. Chúng ta hãy còn trẻ, đi nào. Hãy qua mái hiên đối diện để tránh tuyết cái đã. Xem ra tối nay chỉ có thể qua đêm ở ngoài thôi. Ta hỏi nhà ngươi bỏ đi đâu vậy? Tìm ra mở cửa mà. Thưa ông chủ, hôm nay tôi nhìn thấy một tên giả dạng ăn xin. Vừa rồi nó đã lừa tiền của chúng ta. Sau này tôi sẽ không dám nữa. Thật là có việc đó sao? Thật mà. 2 tên lừa đảo, một tên đi theo, còn tên kia gạt người. Tôi vừa nhìn là phát hiện ra.
Được, người hãy dắt ta đi gặp hai tên lừa đảo đó đi. Dạ, ông chủ. Lúc ta còn nhỏ, nhà nghèo phải đi ăn xin. Ta vẫn còn nhớ lúc đó có những tên giả dạng ăn xin. Chúng luôn luôn giả dạng rất đáng thương, tiền đều bị chúng xin hết cả. Mẹ của ta phải đem một chút ít thức ăn xin được, mau đưa cho ta ăn. Mẹ của ta, mẹ của ta sau đó đã chết vì đói. Đi, ta phải đi dạy cho bọn lừa đảo đó một bài học mới được. Ông chủ, ông xem, chính là bọn chúng. Thật là đáng ghét mà. Sợ người ta không nhìn thấy nên nằm trên đường giả bộ đáng thương đi mà. Hôm nay chúng ta hãy dạy cho bọn chúng làm người ra làm sao đi. Hả? Đây là, nếu thật như lời ngài nói, tổng cộng là 20 cây vàng, không hơn không kém. Đây là ân công mà, không thể như thế được. Ân công không thể làm việc này được. Hãy bỏ tên đó ra. Các người muốn làm gì vậy? Bọn phải đuổi cùng diệt tận hay sao? Hãy mau đưa ân công và vì tiểu huynh đệ này về tiệm đi. Ngươi không nhìn thấy người đã ngất xỉu rồi hay sao? Hóa ra là việc như vậy. Việc này, gặp việc hãy suy xét một chút. Ban ngày ân công đến đây vừa lúc ta không có ở nhà, nếu không thì việc sẽ không thành ra như vậy. Ân công à, xem ra người đã tỉnh rồi. Ngày đây nhìn mặt quen quá. Ngày là ân công à, người không nhớ hay sao? 20 cây vàng đó. Cây vàng à? Đúng rồi, là ngài. Là ngài. Quân tử hiểu rõ nghĩa, tiểu nhân biết rõ lợi. Ân công à, tôi cuối cùng đã có cơ hội báo đáp được người rồi. Hoàn cảnh của người tôi đã nghe trương sĩ và tiểu nhị kể lại rồi. Lúc đó tôi không có ở nhà. Người hãy yên tâm chuẩn bị thi cử đi. Việc ăn mặc ở dùng của người và bạn tôi sẽ lo hết. Cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng mà tôi không ăn, không ở không đâu. Tôi thi xong rồi sẽ trở lại đây làm việc cho ngài, lấy tiền công trả lại mà. Ân công, xin được khách sáo. Công việc kinh doanh quan trọng lần đó có thể thành công được là nhờ ở người rất nhiều. Tôi phải cung cấp cho người nơi ăn nơi ở tốt nhất mới được. Chị nào là lưu đài vậy? Tôi chính là lưu đài. Xin hỏi ngài có việc gì vậy? Xin gửi ngài. Xin chúc mừng ngài đã thi đậu tiến sĩ. 5 ngày sau hoàng thượng sẽ cho tiến hành lễ tuyên bố danh sách đăng khoa tiến sĩ, đồng thời sẽ đãi yến tiệc tại Ngự Hoa Viên. Xin ngài đừng quên đến tham dự nhé. Trong thư đã viết rất rõ ràng, tiểu nhân còn phải đưa tin cho những người khác nữa. Xin cáo từ. Xin đợi chút, tôi có người bạn tên là Trương Sĩ cùng đi thi với tôi. Xin hỏi thăm một chút, anh ta có thi đậu hay không vậy? Trương Sĩ à? Chắc là không thi đậu rồi. Nếu như thi đậu thì tôi nhất định sẽ nhớ tên. Tiểu nhân thật sự có việc, xin chúc mừng ngài. Lưu đài, quý hãy bảo trọng. Tiền ăn ở chúng ta cũng đã làm công trả nợ hết rồi. Để đã thi không đậu, phải mau quay về thôi. Người trong nhà còn phải dựa vào đệ. Không sao đâu, 3 năm sau hãy thi lại lần nữa. Đến lúc đó lộ phí của đệ quý sẽ lo. Thôi để sau đi. Có lẽ là cái tánh cố chấp lương thiện của quý đã giúp cho quý rồi. Tâm tốt mệnh không tốt thì quả cũng chuyển thành phước. Đệ trước giờ không tin, nhưng khi nhìn thấy quý, không tin cũng không được. Quynh xem lần này đệ cũng đã kiên trì giống như Quynh làm công tại tiệm của ông chủ Trần, trả hết số nợ rồi mới đi. Vì này như Quynh đã ảnh hưởng đến đệ đó. Đệ mau đi đi, trời tối sẽ không dễ lên đường đâu.
Về đến rồi hãy đưa hai lá thư này cho ông chủ Lý và thầy. Quỳnh nhất định sẽ trở về thăm họ. Nhìn xem kìa, nhìn xem kìa, xin tránh đường, tránh đường giùm đi. Sau này Lưu Đại làm quan đến chức thái thú, trong vòng 50 năm, con cháu của ông làm quan có đến 20-30 người. Nhường tài sản, nhờ thời Ngũ Đại có một người đọc sách tên Trương Sĩ Tuyển. Anh đã lưu truyền lại cho đời sau một câu chuyện về đạo nghĩa hiếu đễ như sau. Để cho rằng vua Thuấn có thể cảm hóa em Tượng, nguyên nhân bên trong chỉ là không nhìn lỗi của Tượng. Quyết định cốt nhục chỉ nên nói tình, đừng nên nói lý. Chấp lý sẽ tổn thương tình cảm, tình cảm tổn thương cũng tức là phi lý vậy. Lời của Quynh thật là có đạo lý. Nói một cách khác, vua Thuấn có thể cảm hóa em trai của mình, tức là viên mãn được chữ để trong tình anh em. Mặt khác, cũng làm cho đạo hiếu của chính mình được viên mãn hơn. Cách giảng đạo lý này của Trương Huynh để thật lòng ngưỡng mộ. Đây chỉ là đang học tập đạo lý nhân từ khoan thứ của Khổng Mạnh mà thôi. Trong phần hiếu để, khi đối đãi với cha mẹ và anh em, phải khởi tâm hiếu kính và tận lòng chí thành. Nếu như người dân trong thiên hạ đều có thể làm được như vậy thì sẽ không còn nhiều sự tranh chấp như vậy nữa. Đó chính là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nói hay lắm. Xin được hỏi danh tánh của chàng trai. Giảng bối là Trương Sĩ Tuyển. Tốt, rất tốt. Cậu đây nhìn rất có âm đức, sau này khoa cử nhất định sẽ đỗ cao. Cảm ơn lời chúc của lão tiên sinh. Tích đức hành thiện, ắt có thừa niềm vui. Chàng trai à, phúc báo của cậu không mỏng đâu. Thưa chú, con đã trở về. Thưa chú, thưa cậu. Sĩ Tuyển, cháu về thật đúng lúc. Cậu cần cái gì cần bàn với cháu. Chú đi có chút việc. Sĩ Tuyển à, cháu hãy nói chuyện với cậu đi. Dạ vâng, thưa chú. Sĩ Tuyển, lại đây, ngồi xuống nói chuyện. Thưa cậu, cậu ngồi, cháu đứng nói chuyện được rồi. Sĩ Tuyển, cháu năm nay đã 17 tuổi rồi đúng không? Dạ đúng thưa cậu. Lần này cậu đến đây chủ yếu là bàn việc hôn sự của cháu. Hôn sự? Thưa cậu, cháu... cháu thế nào? Ý tốt của cậu cháu hiểu, nhưng cháu cảm thấy trước tiên nên lấy việc học làm trọng. Người xưa có nói thành gia lập nghiệp, thành gia lập nghiệp. Trước khi lập nghiệp không phải là thành gia hay sao? Cho nó có phải không? Thưa cậu, hôn nhân đại sự cháu không thể tự quyết, vì này phải bàn bạc với chú của cháu đã. Chú của cháu đồng ý rồi. Đồng thời cháu, cậu cũng là muốn tốt cho cháu thôi. Sau này cháu sẽ hiểu. Sĩ Tuyển à, hãy nên làm theo lời của cậu cháu đi. Nhưng mà thưa chú, cháu vẫn chưa muốn kết hôn. Trai lấy vợ, gái gả chồng đều nghe theo lời cha mẹ, cháu đừng cố chấp nữa. Phải rồi, chú chuẩn bị phân chia gia sản. Phần của cháu là một nửa. Thưa chú. Sĩ Tuyển, cháu đã trưởng thành rồi, đồng thời đạo đức và học hành đều tốt. Chú rất vui mừng. Gia sản này vốn một nửa là của cháu. 10 năm trước, lúc cha cháu qua đời, đem cháu gửi gắm cho chú. Trong lòng của chú đã có ý định này rồi, cho nên cháu không cần nói gì thêm nữa đâu. Tất cả mọi việc đều nên là như vậy. Đại ca, nhị ca, đệ thật không hiểu vì sao chú lại chia một nửa gia sản cho đệ. Sĩ Tuyển,
Việc này cha đã nói với huynh rồi. Gia sản vốn một nửa là của đệ, anh em huynh không ai nói gì. Nhiều năm nay chú đã xem đệ như con ruột. Chúng ta là người một nhà, làm sao có thể chia nhà được chứ? Sĩ Tuyển à, cha huynh cũng có chỗ khó xử của người. Chúng ta là con cháu nên thông cảm cho ông. Có gì khó xử thì người trong nhà có thể cùng bàn bạc mà. Có phải là cậu của đệ yêu cầu chia gia sản không? Sĩ Tuyển, giờ này đã quyết định rồi. Ngày mai cha huynh sẽ triệu tập toàn bộ người lớn nhỏ trong gia tộc để tuyên bố việc này. Kính thưa các vị bà con trong tộc, cháu Sĩ Tuyển giờ đây đã trưởng thành khôn lớn, xem như tôi đã không cô phụ trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con của anh trai mình. Hôm nay xin đem gia sản chia làm hai phần, xin mời mọi người làm chứng cho. Thưa chú. Kính thưa chú bác cô dì, Sĩ Tuyển con có lời muốn nói. Cái gì đều biết. Lúc con còn nhỏ, cha mẹ đã qua đời, chính nhờ chú đã nuôi dưỡng con lớn đến ngày nay. Nhớ đến lúc năm xưa đến nhà của chú, năm đó con đã tròn 7 tuổi, phụ thân thì bệnh nặng. Con à, đến nhà của chú rồi, phải nghe lời của chú nha con. Dạ vâng thưa cha. Cha không đi cùng với con sao? Cha không đến nhà chú được. Con đi rồi phải cùng với các huynh đệ trong nhà của chú chung sống cho hòa thuận. Nhớ lời cha dặn, phải anh thương em kính. Con biết rồi. Nhưng mà cha, con đến nhà của chú rồi, ai sẽ chăm sóc cho cha? Con không đi đâu, con sẽ ở nhà hầu hạ cha. Con có thể chăm sóc cho cha mà. Con phải nhớ nghe lời của chú. Dạ. Em à, thưa anh, em nghe đây. Em, Sĩ Tuyển con của anh giờ giao lại cho em. Anh chỉ yêu cầu một việc. Em à, em nhất định phải đồng ý với anh cho Sĩ Tuyển đi học, sau này kim bảng đề danh, hiển dinh gia tộc. Anh hãy yên tâm, em nhất định sẽ làm được. Con à, ngoan nhé. Cha, cha ơi, cha. Ông à, lương thực trong nhà chỉ đủ ăn một tháng thôi. Tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Có câu này tôi phải nói, nhà ta hiện giờ tiền và thức ăn đều thiếu, nên cũng vì việc này mà 7 đứa con nhà mình đều không thể tiếp tục đến lớp. Tôi đã hứa với anh trai sẽ chăm sóc tốt cho Sĩ Tuyển, cho nó đi học. Đã nói đến nước này, tôi hỏi ông một câu. Ông nói các con của ông không lo sao? Tình hình trong nhà hiện giờ chẳng phải lúc nãy bà đã nói rồi sao? Chúng ta không đủ tiền mời gia sư, đành phải làm theo hạ sách này. Để đến khi điều kiện gia đình tốt trở lại, tôi sẽ mời một vị tiên sinh đến nhà dạy bọn trẻ học. Đến trường rồi, cháu hãy ráng mà học. Khi nào chú rảnh sẽ đến thăm cháu. Được rồi, vào trường đi. Đừng sợ mà, chú sẽ đến thăm cháu. Đi, đi vào đi. Chú ơi. Con à, đừng khóc nữa. Chú ơi, cháu sẽ nghe lời, đừng bỏ cháu có được không? Con ngốc quá, sao chú lại bỏ con được chứ? Đi, chúng ta về nhà cũng có thể học được. Chú của con đã kéo tay con đi như vậy, đưa con trở về nhà. Chẳng bao lâu sau, trong nhà đã mời đến một vị gia sư, mấy anh em chúng con đã có thể cùng nhau học tập. Khổng Tử nói, phép người con, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Giỏi lắm. Thưa chú, đại ca, nhị ca và tam ca vì sao không đi học ạ? À? Ba anh trai của cháu phải làm ruộng, vì cháu cũng có thể làm ruộng. Chú biết, nhưng mà trong nhà chúng ta ba người anh em của cháu đã làm nông rồi, nên năm người các con phải chăm chỉ mà đọc sách.
Cái này gọi là gia đình long học mà mọi người thường nói. Cháu biết rồi, cháu sẽ chăm chỉ đọc sách. Chú ơi, cháu đã học thuộc hiếu kinh rồi. Thưa cậu, cậu đến chơi à? Sĩ Tuyển lại đây, cho cậu nhìn xem nào. Sĩ Tuyển, cháu gầy đi rồi. Được rồi Sĩ Tuyển, cháu vào thư phòng đọc sách đi. Chú và cậu muốn bàn bạc một vài việc. Không cần đâu, con trẻ ở đây cũng không việc gì mà. Việc này, việc này có liên quan đến Sĩ Tuyển, nó nên được biết. Sĩ Tuyển à, lần này cậu đến đây là để đưa cháu đi. Chú ơi, vì sao cậu lại muốn đưa cháu đi vậy? Cậu của cháu muốn đưa cháu đến ở nhà của cậu vài hôm. Nhưng mà cháu còn phải đi học. Sĩ Tuyển, việc đi học cứ để cho cậu lo. Còn nữa, cậu muốn đưa cháu về nhà cậu ở. Thưa cậu, cậu nói sao ạ? Thưa cậu, tôi đã hứa với cha của Sĩ Tuyển, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Sĩ Tuyển. Nhưng việc này xin ông hãy dạng phần yên tâm. Tôi có thể yên tâm được sao? Tôi đã nghe nói, thứ nhất, anh đã đem 10 mẫu ruộng tốt đổi lấy 40 mẫu đất hoang. Thứ hai, anh đã đem bán hết những đồ đạc có giá trị trong nhà. Hiện giờ nhà họ Trương của anh nói lời khó nghe là có thể xem là nghèo rớt mùng tơi. Tôi đây làm cậu lớn, tuyệt đối không thể dương mắt mà nhìn Sĩ Tuyển sống những ngày tháng khổ cực được. Cậu ơi, cậu. Con à, con làm sao vậy? Cậu ơi, cậu đừng tức giận với chú của con. Nếu như con làm điều gì sai, con sẽ sửa, có được không à? Con à, đừng khóc mà. Thưa cha, sao Sĩ Tuyển lại khóc vậy? Nào, hai đứa các con, hãy đến chào cậu của Sĩ Tuyển đi. Chúng con chào cậu. Ừ. Các con đưa Sĩ Tuyển về phòng đi, cha muốn nói chuyện với cậu. Dân, thưa cha. Thưa cậu, hai nhà chúng ta đều là thân thích, có việc gì hãy bàn bạc với nhau. Tôi đến đây lần này là muốn đưa Sĩ Tuyển đi. Nếu như anh không đồng ý, chúng ta chỉ còn cách ra công được phân xử. Trong nhà không tranh tụng, gia hòa vạn sự hưng. Xin cậu tin cho, tôi có nỗi khổ tâm của tôi, nhưng bất luận thế nào tôi sẽ chăm lo tốt cho Sĩ Tuyển mà. Tôi ngày mai sẽ đến đưa Sĩ Tuyển đi. Anh chuẩn bị cho tốt đi. Như vậy không được. Sao có thể nói đem đệ đi là đem đệ đi được chứ? Đại ca, đệ không muốn đi. Đại ca, Quyên có thể nói với chú đừng đưa đệ đi không? Đại ca, Quyên phải có ý kiến của mình chứ. Đệ à, đệ hãy yên tâm, Quyên sẽ không để cậu của đệ đưa đệ đi đâu. Quyên sẽ đi tìm cha. Không cần đâu. Việc này anh em các con đừng gây thêm rắc rối nữa. Chú ơi, cháu muốn ở lại. Thưa anh, thưa chị dâu, nếu hai người ở suối vàng có hay, xin hãy yên lòng, không cần lo lắng cho Sĩ Tuyển. Sĩ Tuyển là đứa con ngoan, đối với trưởng bối cung kính lễ phép, đối với anh em vô cùng hữu ái. Anh và chị dâu xin hãy yên lòng, em sẽ chăm lo tốt cho Sĩ Tuyển. Em xem cháu như đứa con mình sinh ra vậy. Mấy năm nay gia cảnh nhà ta anh chị cũng biết, em đem ruộng tốt đổi lấy đất hoang, tranh thủ 3 năm có thể khai khẩn toàn bộ đất hoang. Đến lúc đó ngày tháng sẽ tốt đẹp hơn. Em sẽ mời thầy đến dạy các cháu đọc sách. Trong số 8 đứa trẻ, Sĩ Tuyển đọc sách chuyên tâm nhất. Anh trai chị dâu, xin hai người hãy yên tâm. Chú ơi, chú ơi, cháu không muốn rời xa mọi người đâu. Sĩ Tuyển à, ngày mai cháu hãy đến nhà cậu ở 2 ngày thôi, để cho cậu bớt nóng. Đợi về ngày sau chú sẽ đưa cháu trở về nhà, có được không? Thưa chú, cháu nghe lời chú ạ. Việc này là sao vậy? Toàn thân phát sốt giống như bị nhiễm phong hàn. Sao mà chỉ qua một đêm mà bệnh đến như vậy? Cháu không biết, cha cháu đã đi mời đại phu rồi. Đứa cháu tội nghiệp của ta. Tiên sinh ngài đến rồi, ta đến xem thế nào. Chào tiên sinh. Này con đi ra ngoài một lát, ta có việc muốn nói với cậu của Sĩ Tuyển. Dạ. Tôi nghe những đứa trẻ ở đây nói ông muốn đưa Sĩ Tuyển đi, có đúng không?
Đúng vậy, ông sợ Sĩ Tuyển chịu khổ à? Tôi làm gì mới có thể nhìn mặt em gái của tôi? Vậy được, ông hãy để Sĩ Tuyển ở lại nhà họ Trương đi. Việc này, ông hãy nghe tôi kể cho ông chuyện này. Nghe xong rồi, ông hãy quyết định đi. Năm xưa, khi chú của Sĩ Tuyển mời tôi đến nhà làm gia sư dạy học, tuy chỉ mời tôi mỗi ngày, chỉ dạy 2 giờ cho một mình Sĩ Tuyển, tôi cảm thấy kỳ quặc. Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết được uẩn khúc bên trong. Chú của Sĩ Tuyển sau khi đã đem bán những đồ vật có giá trị ở trong nhà, tiền có được cũng không nhiều, cho nên ông ấy không dám mạo muội. Ông ấy vì Sĩ Tuyển có thể tiếp tục việc học, để hy sinh cơ hội học tập của những đứa con khác của chính mình. Tôi rất cảm động nên đã nhận lời để làm gia sư, đồng thời chỉ thâu tiền của một học sinh mà dạy cho tất cả đứa trẻ nhà họ Trương. Nhưng lúc tôi đến nơi thì mới biết, ba đứa con lớn của nhà họ Trương vẫn không thể nào đến lớp. Chú của Sĩ Tuyển không ngại cho biết là đem đổi 10 mẫu ruộng lấy 40 mẫu đất hoang, nên phải có người chăm lo canh tác. Sau này người nhà họ Trương mới có thể sống những tháng ngày an ổn được. Cho nên đã để cho ba người con lớn của ông trước mắt gánh vác trách nhiệm khởi nghiệp này. Người chú vì việc học hành của Sĩ Tuyển đã để cho các con của chính mình phải làm nông. Việc này là việc đại nghĩa biết bao. Hóa ra như vậy, chú của Sĩ Tuyển vì ngại tình cảm của hai nhà thân thích, cũng e ngại hoàn cảnh gia đình nghèo khó hiện giờ, nên đã không nói ra sự thật đó thôi. Tôi thật là hèn gì ông ấy không chịu nói ra. Không ngờ chú thằng bé đã hy sinh lớn đến như vậy. Không biết không có tội, nhưng mà ông vẫn đưa Sĩ Tuyển đi chứ? Không đâu, có được một người chú chăm lo cho Sĩ Tuyển như vậy thì tôi yên tâm rồi. Đại phu nói thế nào? Không sao, đại phu đã kê đơn thuốc rồi. Nó uống 2 lần, ra được mồ hôi sẽ không sao. Ồ, vậy thì tốt rồi. Ông cậu à, ông xem như thế này có được không? Để Sĩ Tuyển khỏi bệnh rồi, hẳn đến nhà ông có được không? Chú đó à, hãy để Sĩ Tuyển ở lại Trương gia đi. Ông là một người chú tốt. Trước đây tôi có chỗ nào mạo phạm xin hãy thứ lỗi. Ông cũng là vì quan tâm, thương yêu Sĩ Tuyển nên mới làm như vậy. Trong lòng tôi rất vui, có được một người thương Sĩ Tuyển như vậy. Anh trai và chị dâu trên trời có linh cũng sẽ an lòng. Từ đó về sau, 8 anh em nhà họ Trương chúng cháu tình như thủ túc. 3 anh trai lớn làm ruộng nuôi gia đình, 5 người em trai chăm chỉ đọc sách. 5 tháng trôi qua đã được 10 năm rồi. Mọi người đều có thể tận mắt nhìn thấy gia đình chúng con dần dần đã khôi phục được gia thế của năm xưa. Cháu từ một đứa trẻ 7 tuổi cha mẹ qua đời có thể trưởng thành đến ngày nay, cháu tin là các cô dì chú bác đều biết rõ rằng là do chú của cháu đã thành tựu cho cháu. Cho nên ở nơi này cháu muốn cảm ơn chú của cháu. Thưa chú, ơn dưỡng dục của chú hết đời này của cháu cũng khó mà báo đáp. Sĩ Tuyển thật là một đứa cháu nhân nghĩa mà. Đúng vậy, tôi có đứa con như vậy thì tốt biết mấy. Hôm nay một vị huynh đệ khác không có ở nhà. Đại ca, nhị ca, xin hai người hãy nhận 3 lễ của đệ. Cảm ơn các anh em nhiều năm qua đã bao dung và lo lắng cho đệ. Ân tình của mọi người đệ sẽ ghi khắc trong tâm. Thưa các vị, Trương gia có được ngày hôm nay, công của đại ca không thể bỏ qua. Đại ca vì giúp đỡ chú gây dựng lại gia nghiệp, kể từ lúc đệ đến nơi này, đại ca mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm chăm chút việc trong cho đến ngoài nhà, đến mức mà cho đến bây giờ đại ca vẫn chưa kết hôn. Còn nhị ca đã từ bỏ cơ hội được đi học của chính mình để thành toàn cho mấy anh em trong bọn đệ. Đệ còn nhớ có một thời gian dài, bất kể ăn cái gì, tam ca đều đem phần ăn của mình chia sớt cho đệ một ít. Bởi vì lúc đệ còn nhỏ rất dễ bị đói bụng, bụng đói thì không thuộc được bài. Tam ca đã vì đệ không biết đã bị đói bao nhiêu lần rồi. Có một lần đệ không chăm chỉ học bài, chú phạt đệ phải chép phạt 100 lần. Đệ viết cả một đêm, 7 anh em không người nào nói muốn giúp đệ. Nhưng đệ biết là lúc đệ ngồi viết thì các anh em đều không ngủ, cho đến khi đệ viết xong trời cũng đã sáng thì mọi người đã yên tâm mà nghỉ ngơi. Những việc này đều là những kỷ niệm đẹp của cả đời anh em chúng cháu. Được rồi, quay lại vấn đề chính. Chú đề nghị chia gia sản, cháu tôn trọng ý kiến của chú, nhưng mà phân ra làm hai, để riêng cho cháu một phần. Nếu như Sĩ Tuyển quả thật làm như vậy thì thiên lý cũng sẽ không dung.
Thưa chú, cháu xin có ý kiến, nên chia làm 8 phần cho 8 anh em, mỗi người một phần. Như này không được, chú đã hứa với cha của cháu, chú phải chăm lo tốt cho cháu. Thưa chú, cháu hiểu ý của chú. Nhưng mà, kính thưa các cô dì chú bác, xin các vị nghe cháu nói một câu. Nếu như cháu nói đúng, xin mọi người hãy giúp cháu khuyên chú của cháu. Nhà họ Trương của cháu đã qua được thời gian khó khăn, toàn là nhờ vào tinh thần hòa thuận của tất cả các anh em. Sau này Trương gia nếu muốn vạn sự hưng thịnh, không chỉ dựa vào nhà lớn cỡ nào, sự nghiệp sâu gì ra sao, mà sự hiếu đệ của các anh em mới là căn bản. Nói hay lắm, hay lắm. Thưa chú, hãy đem gia sản mà chia làm 8 phần, anh em chúng con đều công bằng như nhau. Được rồi. Hay, nói hay lắm, nói rất hay. Sau đó, Trương Sĩ Tuyển thi được đỗ cao, quang tông diệu tổ, hoàn thành di nguyện của phụ thân, đồng thời đã không cô phụ tấm lòng thương yêu cháu của người chú. Câu chuyện Sĩ Tuyển nhường tài sản cũng đã lưu truyền thiên cổ, trở thành điển phạm trăm ngàn năm về sự yêu thương hòa thuận của anh em trong nhà Đắc Sâm. Bộ phim này dựa trên Đức Dục Khoa Bổn cải biên. Nguyễn Hiếu Tử, tự Sĩ Tông, ẩn sĩ thời Nam Triều, từ nhỏ hiếu thuận, tính cách trầm tĩnh, ưa thích đọc sách. Năm 13 tuổi đã thông thạo ngũ kinh. Lão già, con chúng ta đã được 100 ngày rồi, nên đặt tên cho con được rồi đó. À, vậy gọi con là Hiếu Tự đi. Hiếu Tự, cái tên này thật hay. Con ngoan à, con có tên rồi đó. Con phải nhanh chóng trưởng thành nha. Lão gia, phu nhân, bá phụ bá mẫu của thiếu gia tới chúc mừng ạ. Ồ, mau mời vào đi. Vâng. Đôi mắt của đứa trẻ này to mà có thần, tương lai nhất định là nhân tài, có thể đào tạo được đó. Ê dạ, ông xem, chân tay vụng về, bế đứa trẻ cũng không biết bế vậy. Nào, qua bá mẫu bế nào, bé ngoan. Đại ca, sao quý lại không vui vậy? Có phải là do phu thê đệ đã tiếp đón không được chu đáo? Đệ nghĩ nhiều rồi, quên chỉ là... Vậy là tại sao? Nhìn phu thê đệ đã có hai đứa con trai rồi, thật khiến huynh ngưỡng mộ. Huynh và đại tổ của đệ đã gần bước vào 40 rồi, nhưng mà lại không có đứa con nào bên gối để chăm sóc. Mỗi khi nghĩ tới thì trong lòng... Hay là thế này, để đem Tự Nhi làm con thừa tự của huynh. Huynh thấy thế nào? Thật sao? Để thật là nở sao? Thật sự làm được mà. Chuyện này tạm thời lui lại vài năm đi. Nếu trong vài năm nữa mà huynh và đại tổ của đệ vẫn chưa có con, khi đó nhận con thừa tự cũng không muộn. Cũng được, vậy cứ quyết định vậy đi. Tiểu Hiếu Tử dần dần trưởng thành với sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ. Mẹ, 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 mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ, cha, cha. Năm Tiểu Hiếu Tử 7 tuổi thì trở thành con nuôi của bá phụ mình. Mẹ, cảm ơn mẹ mỗi ngày đều kể chuyện cho con nghe. Đứa trẻ ngốc này, cảm ơn gì chứ? Mẹ muốn kể chuyện cho con nghe mà. Con thích nghe nhất là những chuyện về thơ ấu của các vị thánh hiền. Đúng đó con, làm người phải sống như các vị cổ thánh tiên hiền, tôn trọng sư trưởng, thân cận huynh đệ, như vậy mới là con ngoan của mẹ. Dân, con biết rồi thưa mẹ. Con nhất định sẽ hiếu kính cha và mẹ. Mẹ yên tâm đi. Mẹ biết là Tự Nhi rất ngoan. À, cha con trở về rồi. Cha ơi, cha. Ê, con trai ngoan của cha. Ông xem đó, lại chiều chuộng con rồi. Lưng vẫn còn chưa khỏi, sao lại bế con lên như vậy? Không sao, sau này Tự Nhi trưởng thành rồi, muốn bế cũng bế không nổi, có đúng không Tự Nhi? Dân, thưa cha,
Đợi con trưởng thành thì cha đã già, đi không nổi nữa. Tới lúc đó mỗi ngày con đều cõng cha đi tắm nắng. Con trai ngoan của cha, cha không uổng công thương con. Ây da, ây. Cha, cha làm sao vậy? Ông nói à, ông sao vậy? Cha, cha ngồi đi để con xoa bóp lên cho cha. Hey, đứa trẻ này thật hiểu chuyện. Đúng vậy, đứa trẻ này vừa dạy là biết rồi. Rất thông minh cũng rất hiếu thuận. Cha, không phải cha nói từ hôm nay trở đi sẽ dạy con học ngũ kinh sao? Con còn nhỏ như vậy, đừng để con mệt quá. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không mệt đâu, con thích học tập. Được, bây giờ chúng ta đi vào thư phòng thôi. Hey, nhìn hai cha con ông kìa. Bá phụ và bá mẫu của Nguyễn Hiếu Tự đối xử với Hiếu Tự như con ruột của mình, vô cùng chăm sóc. Mà Hiếu Tự cũng rất hiểu chuyện, không những chăm chỉ học tập mà còn thích giúp đỡ người khác, càng vô cùng hiếu thuận, rất được cha mẹ nuôi yêu thích và hàng xóm xưng tán. Đại phu à, huynh ấy thế nào rồi? Có chuyện gì không ạ? Cái này hai cô và thiếu gia lúc này phải ở bên cạnh lão gia nhiều hơn, để ông ấy vui vẻ một chút. E là thời gian không còn nhiều, mọi người sớm chuẩn bị tâm lý đi. Tiễn đại phu. Vâng thưa cô. Người bệnh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Mọi người đừng ở lại hết trong phòng, như vậy thì bệnh nhân nghỉ ngơi không tốt. Chúng ta đều ra ngoài đi. Tự Nhi. Cha. Con trai. Cha, con đây, con ở đây mà. Con trai. Cha, e là cha không còn sống được mấy ngày. Cái nhà này phải dựa hết vào con rồi đó. Cha ơi không đâu, cha nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi mà. Con trai vẫn chưa hiếu kính cha thật tốt nữa. Cơ thể của cha thế nào cha biết rõ. Mọi người đừng giấu cha nữa. Cha, đại phu nói cha uống thuốc rồi nghỉ dưỡng là sẽ khỏi thôi. Con trai à, nghe lời này của cha. Nếu như cha đi rồi, con nhất định phải gánh vác cái nhà này. Cha, cha nhất định sẽ không sao đâu. Cha còn chưa nhìn thấy con thành nhân, cha vẫn còn chưa được bế cháu nữa. Cháu à, cháu chắc bế không được rồi con. Hiếu Tự, nếu như cha đi rồi, nhớ kỹ phải thu xếp tài sản trong nhà cho thỏa đáng. Cha không có gì để lại cho con, chỉ có chút tiền này thôi. Nhớ kỹ lời của cha, nhất định phải làm người có ích, giúp đỡ mọi người, nhất định không được hà tiện. Cha, con không cần tiền của cha, con chỉ cần cha khỏe mạnh thôi. Nếu như cha thật sự không còn nữa, con có nhiều tiền hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Đến cả sự khỏe mạnh của cha còn không giữ được gì thì tiền có tác dụng gì chứ. Cha, không biết đại ca nói chuyện gì với thằng nhóc nữa. Liệu có phải là chuyện chia tài sản không? Nó cho rằng nó giả bộ hiếu thuận thì muốn lấy hết toàn bộ tài sản sao? Đừng học. Tỷ à, nếu như đại ca thật sự đem toàn bộ gia sản để lại cho nó thì sao? Toàn bộ cho nó à? Đó là gia sản hàng trăm hàng vạn đó. Nó tiêu quá sao nổi chứ. Đại ca chỉ có một mình đứa con trai này, dù sao cũng không phải là con ruột mà. Cha, uống thuốc gì cha? Nào, uống chậm thôi cha. Con à. Cha, con ở đây, cha cần gì vậy? Con, đừng lao nữa, thời gian của cha tới rồi. Cha, cha đừng nói như vậy. Con à, cha nhìn thấy mẹ con đang gọi cha kìa. Cha, 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 sao cha nỡ bỏ lại con như vậy cha?
đóng kịch mà đóng đến mức độ này thì cũng thật là vất vả cho nó đó. Cái gì? Tỷ không tin là nó hiếu thuận như vậy. Nhìn xem, hàng xóm láng giềng khen nó lên tận trời như vậy. Theo tỷ thấy nó nhất định là dòm ngó tài sản của đại ca đúng không? Để xem. Bình thường không thấy hai tỷ muội nhà nó tới, bây giờ tám phần là vì tài sản mà tới đó. Người chết cũng không được yên rồi. Cũng may là đứa trẻ hiếu tự này hiếu thuận, hai người lúc sinh thời cũng coi như là vui vẻ sống qua ngày. Đúng vậy, đứa trẻ hiếu thuận như vậy thật hiếm có. Biết rõ không phải là cha mẹ ruột của mình nhưng là có thể ngày đêm hầu hạ, thật là không dễ dàng. Lại còn phải chịu đựng những lời đồn đãi lung tung, thật là tạo nghiệp. Nhìn xem, nhìn xem, những người này đều bị nó làm mê mờ đến mức nào rồi. Cái này đại ca sao không nhắn lại lời nào vậy? Nhưng các vị hương thân phụ lão đều ở đây, con có một việc muốn nói rõ. Cha lúc còn sống để lại trăm vạn tài sản, tiếc là cha mẹ bây giờ đều đã qua đời. Những tài sản này đối với con không có chút ý nghĩa gì, cũng không thể nào đổi được tính mạng của cha mẹ con. Bây giờ con chỉ có một thân một mình, nhiều tiền tài như vậy cũng không có chút ích gì. Nếu như hai cô không phản đối thì con sẽ đem hết sách trong thư phòng mang đi. Còn chỗ tài sản kia thì hai cô đều là người thân nhất của cha, số tiền đó đúng lý là phải thuộc về hai cô. Sau khi xử lý xong tang sự của cha nuôi mình, Nguyễn Hiếu Tự đem tài sản chia đều cho hai người cô, sau đó một mình quay trở về bên mẹ ruột của mình. Sau đó Nguyễn Hiếu Tự tới Trung Sơn nghe dạy học. Tam đệ, mẹ bệnh thế này rồi, quên vẫn là nên đi Trung Sơn để tìm chị ca của đệ về, để ở nhà chăm sóc mẹ nha. Dân, đừng đi tìm đệ con, đệ ấy trải qua nhiều lận đận như vậy, bây giờ con cứ để đệ ấy ở đó yên tâm học tập đi. Cái thân già này của mẹ vẫn còn gắng gượng được mà. Mẹ, nghe lời của mẹ, đứa trẻ hiếu tự này tâm tính nó rất nhạy cảm. Mẹ nếu như thật sự không ổn thì nó nhất định sẽ tự mình quay về. Con trai à, mẹ, đang yên đang lành sao tim mình lại đau như vậy? Trừ phi là mẹ có chuyện rồi. Tam đệ, nhị ca, Quynh, Quynh sao lại trở về vậy? Ai đó cho Quynh biết mẹ bị bệnh vậy? Mẹ thật sự bị bệnh sao? Mẹ ơi, con thật bất hiếu, mẹ chịu khổ như vậy mà con lại không ở bên cạnh mẹ. Con à, mẹ biết là con sẽ trở về mà. Đại phu, bệnh tình của mẹ con sao rồi? Ba vị thiếu gia, bệnh của lão phu nhân không phải là không chữa được, chỉ cần lấy được thuốc dẫn là có thể khỏi bệnh hoàn toàn. Nhưng mà trong đó có một vị nhân sâm chỉ ở núi Trung Sơn mới có, vô cùng khó tìm. Hơn nữa bây giờ cũng không phải mùa. Nhân sâm, nếu như không có vị thuốc dẫn này thì sao? Vị bệnh của lão phu nhân không thể trị tận gốc được, chẳng qua là thuyên giảm tạm thời thôi, bất kỳ lúc nào cũng có thể tái phát. Vậy thì phải làm sao? Tìm được cũng không dễ. Đệ sẽ đi Trung Sơn tìm. Không, vì đệ, nhưng xâm mọc ở những nơi quan giả trong núi, nơi đó có rất nhiều giả thú xuất hiện, Quynh không thể để đệ mạo hiểm được. Để Quynh đi cho. Không được đâu đại ca, Quynh là con trưởng trong nhà, mỗi việc trong nhà cần Quynh thu xếp lo liệu, không thể có bất kỳ sơ sót. Cái nhà này phải nhờ Quynh gánh giác. Đúng vậy, nơi đó quá nguy hiểm. Nếu như phải đi, cũng là đệ nên đi, để ở nhà cũng không giúp được gì. Không, tam đệ, đệ còn nhỏ,
Huynh là huynh, làm sao mà để cho đệ đi được? Huynh ở Trung Sơn nghe giảng, dù thế nào đi nữa cũng thông thuộc địa hình hơn mọi người. Tụi con có tấm lòng hiếu thảo như vậy thì mẹ đã rất vui rồi. Đừng vì mẹ mà mạo hiểm. Nếu tụi con có chuyện, cho dù là bệnh của mẹ khỏi thì cũng không yên tâm được. Không thưa mẹ, làm con cái đến chút chuyện này cũng không thể lo cho mẹ, vì trong lòng tụi con rất hổ thẹn. Mẹ đã chịu bao nhiêu vất vả để sanh đẻ nuôi dưỡng tụi con, tụi con làm sao mà dương mắt nhìn mẹ chịu khổ mà không làm gì hết được. Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ bình an trở về mà. Lão phu nhân, người có con trai như vậy, ông trời cũng sẽ bị tấm lòng của các thiếu gia khiến cho cảm động đó. Nhất định có thể tìm được nhân sâm, người yên tâm đi. Mẹ, mẹ yên tâm đi, tụi con nhất định trị khỏi bệnh cho mẹ. Cứ như vậy, Nguyễn Hiếu Tử từ biệt mẫu thân, dặn dò huynh đệ chăm sóc mẫu thân cho tốt, rồi một mình lên đường đi tới Trung Sơn. Một đường đi tới, chướng khí giả thú đều không thể ngăn cản được quyết tâm tìm nhân sâm cho mẫu thân của Hiếu Tử. Ấy, nhân sâm mà con nói, khi bá bá còn nhỏ, có nghe các cụ nói có người từng hái được. Hơn nữa đường đi tới đó rất nguy hiểm. Có điều loại thuốc này có linh tính, con hiếu thuận như vậy không chừng sẽ tìm được đó. Cảm ơn đại bá đã chỉ điểm. Chàng trai à, con đi nhầm đường rồi. Phải là hướng này mới đúng. Cảm ơn đại bá. Huynh không thể bỏ cuộc. Thank you.
Nhân sâm, nhân sâm, thật sự là nhân sâm rồi. Bệnh của mẹ có thể trị được rồi. Mẫu thân của Nguyễn Hiếu Tự sau khi uống thuốc cây nhân sâm làm thuốc dẫn, quả nhiên đã khỏi hẳn. Mọi người đều nói là hiếu tâm của Hiếu Tự đã làm cảm động ông trời. Rất nhanh, hiếu tâm của Nguyễn Hiếu Tự đã truyền đi khắp nơi, đồng thời càng truyền đi càng thần kỳ. Tôi thấy đó không phải là nai, mà là thần tiên trên trời biến thành đó. Không đúng, đó là hiếu tâm của cậu ấy đã chiêu cảm nai tới, dẫn cậu ấy đi tìm nhân sâm. Nghe nói mấy loại quả và cỏ dại mà cậu ấy mang về cũng là những vị thuốc bắc rất quý. Đúng vậy, nghe nói thím Trương ở tiền viện uống cỏ thuốc mà cậu ấy đưa, bệnh ho mấy chục năm cũng chữa khỏi rồi. Tâm chí hiếu của Nguyễn Hiếu Tự đúng với câu trong Hiếu Kinh nói tới, đối với cha mẹ huynh đệ hiếu kính đến cùng cực thì có thể thông đạt với thần minh, ánh sáng chiếu khắp thiên hạ, nơi nào cũng có thể cảm ứng tương thông. Lục Tích dấu huyết cho mẹ. Tập phim này dựa trên Tam Quốc Chí Lục Tích truyện cải biên. Lục Tích tự là Công Kỷ, người huyện Ngô, quận Ngô cuối thời Đông Hán. Từ nhỏ đã học thông hiểu rộng, hiếu thuận, thiện lương, làm khách ở nhà tướng quân Viên Thuật nổi tiếng thời Tam Quốc, giấu ba trái quýt để đem về hiếu thuận mẹ. Còn nhỏ mà đã hiếu thuận như vậy, thật khiến người khác hiểu ra nhiều điều. Ở đây có thật là nhiều quýt. Mẹ, mẹ xem này, nhiều quýt chưa này? Trái quýt. Tích Nhi để tìm được quýt hả con? Con tìm thấy ở đâu thế? Con chơi ở bên bờ ruộng, nhìn thấy bên cạnh có mấy cây quýt. Mẹ, mẹ thích ăn quýt nhất, mẹ ăn thử đi. Từ ngày chúng ta theo cha con đi nhậm chức, dần đến vùng Hoài Bắc này, thật là hiếm khi nhìn thấy trái quýt. Mẹ, có ngọt không? Ngọt. Tích Nhi của mẹ hiếu thuận, quýt mà Tích Nhi mang về cho mẹ đều rất ngọt. Vậy mẹ ăn thêm trái nữa đi mẹ. Mẹ, con đến thỉnh an buổi sáng. Mẹ, sao mẹ lại bị nhiệt miệng rồi? Cha, Viên Bá Bá thật là đã đến Cửu Giang. Đúng vậy, nhớ là Viên Bá phụ của con là đại tướng quân. Cha dắt con đi bái kiến bác ấy, không được phép nói linh tinh nghe chưa? Vâng thưa cha. Cha, Cửu Giang có trái quýt không? Cửu Giang nằm ở Hoài Nam. Hoài Nam có quýt ngọt, còn Hoài Bắc thì có quýt chua. Quýt ở vùng Hoài Bắc chúng ta đều có vị chua chát, là hạ phẩm trong số các loại quýt. Còn ở vùng Hoài Nam mọc ra đều quýt ngọt. Chả trách tại sao mẹ bị nhiệt. Đây mới thực sự là quýt ngọt. Lục lão đệ, từ xa tới đây, ngươi làm huynh như ta không kịp để đón tiếp, thật là ngại quá, ngại quá. Tiểu đệ và Diên huynh đã nhiều năm rồi không gặp, chiến công của Diên huynh đã danh chấn thiên hạ, thật là khiến cho tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ. Lục lão đệ, sao lại khách sáo như vậy? Đã nhiều năm không gặp, huynh rất là nhớ đệ. Hôm nay chúng ta phải ôn lại chuyện cũ, uống cho sảng khoái một phen nha. Được, tiểu đệ cũng mong ngày này đã lâu. Ồ, đây là Tích Nhi đúng không? Con chào Viên Bá phụ. Ây da, mấy năm không gặp, Tích Nhi đã cao thế này rồi. Viên Bá phụ, khí sắc của Bá phụ vẫn tràn đầy tinh thần như vậy. Đứa nhỏ này thật biết cách nói chuyện. Nào, Lục lão đệ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nào. À, Tích Nhi à, con năm nay mấy tuổi rồi? Thưa Viên Bá phụ, con vừa tròn 6 tuổi à. Đứa nhỏ này càng lớn càng thông minh lanh lợi, nói chuyện ôn hòa dễ nghe, có lễ tiết. Nào, ban cho ngồi. Ây, một đứa trẻ làm sao dám để Viên huynh ban cho ngồi chứ? Tích Nhi không phải là đứa trẻ bình thường, là đứa cháu bảo bối của huynh mà. Khi nó còn nhỏ ta còn bế nó nữa mà. Con cảm ơn Viên Bá phụ. Những năm này con đã đọc những sách gì?
Thưa Viên Bá Phụ, con đọc sách không nhiều, dưới sự dạy bảo của thầy giáo ở trường Tư Thục đã học được luận ngữ Đại học Trung Dung Mạnh Tử. Bây giờ tuổi nhỏ mà học không ít hả? Nói cho Bá Phụ nghe xem, con đã hiểu được những gì rồi. Thích Nhi tuy còn nhỏ tuổi nhưng vô cùng thích kinh điển của các vị thánh hiền trước đây. Người mà con kính phục nhất là ai vậy? Là Quảng Trọng. Thầy giáo nói năm đó Quảng Trọng không cần đến binh mã mà có thể liên kết chư hầu ổn định tình hình chính trị trong thiên hạ. Vậy thì ý con, ngài ấy đã dựa vào điều gì mà thống nhất được thiên hạ? Trong thư tịch của thánh hiền nói là ngài ấy đã dùng sự cảm hóa của đức hạnh và thành tựu vì văn hóa giáo dục. Khổng Tử nói là người ở phương xa không quy phục liền phát huy giáo dục văn hóa mà chiêu dời họ tới. Thầy giáo giảng qua cho tụi con, hiện nay cũng là thời loạn, chư hầu tranh nhau xưng bá xưng hùng. Nếu như trong lòng không có đạo đức, chỉ tôn sùng võ lực, gây hại cho ba tánh, là cách làm không biết nhìn xa trông rộng. Người với người lớn chớ khoe tài. Cha đã dặn trước con rằng không được nói linh tinh. Tuổi còn nhỏ mà đã khoe khoang khoác lác rồi. Ây, cái này là tuổi nhỏ mà đã khác người. Không ngờ có mấy năm không gặp đã có thiên tư khác người như vậy. Con nhỏ tuổi như vậy đã hiểu được thế cuộc trong thiên hạ, khiến cho bá phụ được mở rộng tầm mắt rồi. Viên bá phụ là con vô tri, xin bá phụ bỏ qua cho. Không, nói rất có đạo lý. Và sớm nghe nói con thông minh lanh lợi, hôm nay gặp được quả là danh bất hư truyền. Người đâu, mau đem trái quýt đặc sản nổi tiếng của Hoài Nam lên đây để con nếm thử. Trái quýt? Tích Nhi, bá phụ không chăm sóc con nữa, con từ từ ăn. Ta và cha con vào trong phòng hàng quyên chuyện gia đình chút. Đã tại với bá phụ thịnh tình khoản đãi. Để Viên huynh chê cười rồi. Đa tạ bà. Đây chính là trái quýt ngọt của Hoài Nam mà mẹ nói sao? Bà ơi, con mời bà ăn quýt. Đây là của ta. Quýt này là của ta. Quýt là ai? Đến ta mà ngươi không biết sao? Ta là con trai của cha ta. Quýt là con trai của đại tướng quân Viên Thuật sao? Nói cho ngươi biết, quýt này đều là cha ta mua về cho ta ăn, ngươi không được ăn. Những cái này đều là của ta. Lạc Nhi, tại vì sao con lại vô lễ với khách như vậy? Mau đem quýt trả lại cho Thích Nhi đi. Cha, không phải cha nói là quýt này đều là mua cho con sao? Người khác ai cũng không được ăn. Là cha mua cho con, nhưng mà con cũng nên biết cách đãi khách chứ. Thật là làm mất mặt cha quá đi. Bỏ đi, xem bộ dạng hẹp hòi của con kìa. Người đâu, mau đi mua cho Tích Nhi một ít quýt ngọt gì đây. Viên Lạc Quynh thật xin lỗi, để không biết quýt là của Quynh. Được rồi, giờ không ai còn giành với con nữa đâu. Con không được phép cướp quýt của Tích Nhi nữa, có biết chưa? Mời. Thích Nhi, đây là quýt bá phụ mua riêng cho con, đều là của con bao ăn đi. Oh.
lần này ngươi đã ăn sướng miệng rồi, còn chưa chán sao? Cha, viên bá phụ. Lần này không có ai giúp ngươi nữa đâu. Nhìn bộ dạng của ngươi lúc nãy, không phải là cảm thấy quýt này không ngon, vậy thì đưa đây cho ta ăn đi. Không, không phải thế, không phải đâu. Đây là nhớ đến quýt của mẹ. Quýt của mẹ. Được rồi, còn thừa lại cho ngươi đó. Lạc Nhi, con thật mà không biết đạo lý thương yêu huynh đệ mà. Cái gì? Ta làm sao? Viên Lạc huynh đối đãi với người hầu kẻ hạ nên hiền hòa, lão bà cũng là trưởng bối mà. Ta, ây da, cái bụng của ta. Mình phải nói với Viên bá phụ và cha. Này, ngươi ăn xong chưa? Mau đi chơi với ta. Có nghe không vậy? Ngươi mau lên có được không vậy? Wow, đây là Đại Hùng Bảo Điện sao? Lớn như vậy. Đây là phòng của ta. Phòng của ngươi có thể nghe được tiếng vọng không? Sao huynh lại có căn phòng lớn như vậy? Căn phòng này vốn không phải là của ta, mà là của cha ta. Lão bà, lão bà, để con mang giúp bà. Này, ta nói người chơi cùng ta, chứ không phải là giúp bà này nha. Mặc dù lão bà là người hầu, nhưng cũng là cha mẹ của người khác. Đối xử với cha mẹ người khác cũng như cha mẹ mình. Viên Lạc huynh, lát nữa để chơi với huynh có được không? Có được không? Có gì ghê gớm, ta tự chơi cũng được rồi. Lục lão đệ đã muốn về sao? Ta đã cho người chuẩn bị yến tiệc. Lục lão đệ chưa ăn cơm đã rời đi, e là do huynh chăm sóc chưa chu đáo. Đa tạ viên huynh, nhưng mà nương tử ở nhà không khỏe lắm, ta nhất định phải về sớm, những bông viên huynh thứ lỗi cho. Vậy cũng được. Thích Nhi, Thích Nhi. Lạc Nhi, Thích Nhi, Lạc Nhi. Lão bà ăn trái quýt này đi, có thể bổ phổi hạ nhiệt đó. Ta không ăn đâu, con thật là đứa trẻ ngoan, có tâm địa thiện lương. Lão bà cầm lấy đi. Lục Tích, ngươi làm xong việc chưa? Một mình ta chơi thật là chán quá đi. Ngươi sao vậy? Không có gì đâu. Viên Lạc huynh, huynh xem sức khỏe của lão bà kém như vậy, chúng ta cũng giúp bà làm việc đi. Giúp bà ta làm việc? Viên huynh, căn phòng của huynh quá là không nhỏ. Làm gì có, đây là phòng của Lạc Nhi. Để ta nghĩ xem còn nơi nào chưa tìm qua. Hình như đều tìm hết rồi. Chuyện này, Viên huynh, hình như chỗ đó còn chưa tìm qua. Ây da, lão đệ à, đây là nhà bếp, chúng ta đừng làm lỡ thời gian nữa. Đi ra ngoài tìm thử xem. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cha, Tích Nhi, sao con lại đến nơi này, lại làm công việc nặng nhọc này? Lạc Nhi, sao con cũng chạy tới đây vậy? Lão đệ, thật xin lỗi quá, thật là do huynh chiêu đãi không chu toàn. Không có đâu Viên bá phụ, thầy giáo nói là giúp đỡ trưởng bối làm việc nhà là đạo hiếu nên làm. Lỡ mà đi lại khó khăn con cũng nên giúp. Cha, con mới phát hiện kéo ống bể cũng vui lắm. Câm miệng. Tích Nhi là một đứa trẻ ngoan, nhưng bà ấy đâu phải trưởng bối gì đâu. Bà ấy chỉ là một người hầu thôi mà. Cha, bà ấy không phải là bà của con sao? Chỉ là chúng ta đều xem bà ấy là người hầu thôi. Viên Lạc huynh, lão bà là bà nội của huynh sao?
Lão Bọc không dám, ta chỉ là bà con xa cô viên đại tướng quân thôi. Trước đây nhờ ơn của tướng quân không có gì báo đáp. Bây giờ đến tuổi này, may mà tướng quân không chê đã thu nhận Lão Bọc. Lão Bọc chỉ mong có cơm ăn, nguyện lòng trâu lọc ngựa để báo đáp cho gia đình tướng quân. Lão bà, người chậm thôi. Giảng bối bình thường quá bận, có chút lơ là với bà. Bà đừng làm việc nữa, về phòng nghỉ ngơi chút đi. Cha, vì sao lại lườm con? Lục lão đệ, cháu trai hay là để ta đến đỡ gì đi. Tịch Nhi, Lạc Nhi, hai con ra ngoài trước. Chiên huynh, để có lời này, không biết là có nên nói hay không. Chúng ta là huynh đệ nhiều năm, có dịp không thể nói thẳng chứ. Lão đệ, có gì cứ nói đi, đừng ngại. Lão đệ kiến thức nông cạn, nếu có nói gì không thích đáng, chỉ là mong chiên huynh thứ lỗi. Các vị thánh hiền cổ đại có nói rằng, tổn hại người để được lợi cho mình, đó là sự bất hạnh của bản thân. Từ bỏ người lớn tuổi mà chọn con trẻ, đó là sự bất hạnh của gia đình. Làm cha mẹ của người, nếu như có thể làm gương hiếu thuận trưởng bối, con trẻ sẽ làm theo. Gia phong hiếu đạo sẽ truyền từ đời này qua đời khác. Sự ảnh hưởng đối với con cháu đời sau là không thể đo lường được. Lão đệ nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng mà gia đình huynh có tiền có thế, tương lai con trai ta cũng là quan lớn, điều này mới là hiện thực nhất. Nhưng mà hiếu là nguồn gốc của mọi điều thiện. Nếu như đức hạnh căn bản của việc làm người cũng không bồi dưỡng tốt, trên không trung thành với vua, dưới không yêu thương bá tánh, cơ hội càng tốt thì tai họa càng lớn. Thôi được rồi, hôm nay huynh sẽ chuyển dì đến phòng của Lạc Nhi ở. Căn phòng cũ nát này thì sửa thành phòng cuối hoặc chuồng ngựa cũng được. Đại tướng quân, Lão Bộc có thể tự đi mà. Dì à, trước đây là do con không quan tâm đến dì, con đã xin lỗi dì rồi. Chẳng lẽ dì vẫn chưa thể tha thứ cho con sao? Đại tướng quân, dì à, từ bây giờ trở đi, dì nhất định không được tự xưng là Lão Bộc nữa. Dì là dì của con mà. Cha, con vẫn còn một chuyện hỗn xược. Căn phòng cũ này có thể đừng làm chuồng ngựa không cha? Con muốn giữ nó lại, con rốt cuộc muốn làm gì? Cha từng nói người già thì không cần phải ở nhà tốt. Căn phòng cũ này giữ lại, chờ cha già rồi cũng có thể ở vào trong đó mà. Hả? Đúng là sự bất hạnh của gia môn. Sự bất hạnh của gia môn mà. Viên huynh xin cáo từ. Chết rồi, giờ nó đi rồi, chuyện mấy trái quýt vẫn chưa nói. Huynh chiều lại chưa chu toàn, chuyện nhà lại để đệ chê cười rồi. Thật sự là hổ thẹn quá. Viên bá phụ, quýt sao vậy? Có phải con lại thích thể hiện thông minh không? Con nhỏ thì làm tốt bổn phận của mình, bình luận linh tinh cái gì mà thế cục thiên hạ. Còn không bao chào viên bá phụ còn ra gì nữa. Không phải thế cục mà là quýt. Chào cuối sâu lại cung kính, có kiểu thất lễ với trưởng bối như vậy sao? Tạm biệt viên bá phụ. Cha xem kìa, nó ăn trộm quýt. Không phải, không phải đâu. Con chỉ là chả trách người so bụng suốt, quá là sớm đã giấu quýt vào trong người. Nghịch tử, dùng đồ người cần mượn rõ, nếu không hỏi tức là trộm. Làm sao ngươi có thể lòng tham không đáng như vậy, không biết liêm sỉ. Lục lão đệ nặng lời rồi, những trộm quýt này vốn là cho Thích Nhi, làm sao mà lại ăn trộm chứ? Nhưng đó là để nó ăn chứ không phải là để nó mang đi. Vật tuy nhỏ chất cất riêng, ngươi thật khiến cho cha mẹ thất vọng. Chuyện này Lục đệ đừng nói như vậy, nó vẫn là một đứa trẻ mà. Thích Nhi, quýt là viên bá phụ cho con, sao con lại không ăn hết vậy? Con không nỡ, con muốn đem một ít về cho mẹ. Đem cho mẹ? Vì sao vậy? Bởi vì mẹ rất thích ăn quýt. Quýt ở chỗ con rất khó ăn. Mẹ nói quýt đó gọi là quýt hôi. Kết quả là sau khi mẹ ăn bị nhiệt miệng. Ây da, Lục lão đệ à, Thích Nhi nhà đệ quá là khác biệt những đứa trẻ khác. Ăn một trái quýt nhỏ mà còn nhớ đến mẹ ở nhà. Chuyện này quýt thật là hổ thẹn. Nhìn lại quan gia nhà anh chuyện gì cũng không biết. Viên huynh à, huynh đừng nói giúp nó. Không à, Lục lão đệ, trong lòng của đứa trẻ mới 6 tuổi, mẹ là người đáng kính nhất. Còn cái hiếu thuận cha mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
ta lại cảm thấy thích gì lấy quýt như vậy thật là tốt. Đây là biểu hiện hiếu thuận của nó. Đổi lại kẻ làm người lớn như ta thật là hổ thẹn mà. Nhưng huynh, huynh nói thế là hại đệ rồi. Vốn là đứa nghịch tử nhà đệ thất lễ trước, trong nhà huynh lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Đệ thật, cha dạy rất phải, là con làm cha mất mặt rồi. Sau này con quyết sẽ không cất giấu đồ người khác. Làm gì có Tích Nhi. Nếu như mẹ con thích ăn quýt như vậy, ta sẽ tặng thêm một ít. Đi, đem số quýt này còn lại mang ra đây. Cầm lấy. Lúc lão đệ à, sau khi trở về cho ta gửi lời hỏi thăm em dâu. Mùi ấy dạy dỗ được một đứa con tốt như vậy, ta thấy sau này nhất định sẽ trở thành trụ cột của quốc gia. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi lấy quýt đi. Hết quýt rồi. Không phải cha mua rất nhiều sao? Tích gì chỉ lấy có 3 trái mà. Con ăn hết rồi. Cái gì? Ngươi? Lục lão đệ à? Lục lão đệ. Viên huynh, huynh chạy theo một quãng đường về như vậy. Tích Nhi à, nhưng bá phụ vừa mua đó, con cầm lấy mang về cho mẹ. Con đi, bá phụ sẽ chăm sóc tốt cho dì. Con cũng phải hiếu thuận mẹ của con nghe chưa? Con cảm ơn chiên bá phụ. Năm đó, dấu quýt vào trong lòng quả là một khoảnh khắc hồn nhiên thơ ngây. Hồn nhiên hiếu thuận, quên cả tiểu tiết. Anh hùng từ cổ đều là như vậy. Sự hiếu thuận hồn nhiên của Lục Tích khi còn nhỏ đã làm ảnh hưởng đến Viên Thuật. Sau khi Lục Tích trưởng thành, bác học đa tài, trở thành một vị thanh quan tài đức xuất chúng. Giang Cát, cổng mẹ chạy loạn. Giang Cát, người Lâm Truy thời Đông Hán, tuổi nhỏ phụ thân qua đời, cùng mẫu thân sống nương tựa vào nhau. Thời đó gặp lúc Dương Mãn mới lên ngôi, chính quyền hủ bại, chiến tranh liên miên. Năm nay hoa táo nở đẹp quá, mùa thu lại có nhiều táo để hái rồi. Dân ạ, à, thưa mẹ, đợi táo chín rồi con nấu cho mẹ ăn nhé. Có cách gì hiếu thuận như vậy, mẹ chưa ăn mà lòng đã thấy ngọt rồi. Nhưng hiện giờ binh mã loạn lạc, thật khiến người bất an. Mau chạy đi, ăn cướp đến rồi. Mau chạy thôi, bọn cướp đến rồi, chạy mau nhanh lên. Mẹ ơi, ăn cướp vào thành rồi, chúng ta mau chạy thôi. Cách gì? Nhưng còn cái nhà này, mẹ sao lỡ bỏ nó được chứ? Mẹ, nhà có thể xây lại được mà. Nhưng nếu như mẹ có mệnh hệ gì thì con biết làm sao đây? Cách gì à, mẹ tuổi tác lớn rồi thì cũng không nổi nữa. Con hãy theo bà con, hương thân mà chạy đi. Mẹ ơi, con sao có thể để mẹ ở lại được chứ? Như vậy sẽ thành gánh nặng cho con. Mẹ ơi, hãy cùng con mau chạy thôi. Vậy cũng được, mẹ à, mẹ không đi, con cũng không đi. Con đi nấu cơm cho mẹ ăn đây. Được rồi, cách gì? Mẹ đồng ý. Dạ mẹ, chúng ta đi thôi. Chúng ta phải đi thật xa, xem ra nơi này không thể ở lâu. Nó không biết chừng bọn cường đạo sẽ còn đến đây nữa. Được rồi. Mẹ, để con cõng mẹ. Không thể được, không thể được. Cách gì à, con sẽ mệt lắm. Mẹ à, không sao đâu, con không sợ mệt đâu. Cách Nhi, con hãy cho mẹ xuống đi. Con mệt rồi, mẹ tự mình có thể đi được. Mẹ, con không mệt. Con cõng mẹ đi cũng giống như hồi nhỏ vậy. Cảm nhận được hơi ấm của mẹ, bản thân con cảm thấy rất vui. Cảm thấy mình thật có phước, có thể hầu hạ mẹ lúc cần thiết. Nên con càng đi càng có thêm sức mạnh.
Cách Nhi, phía trước có cây lớn, chúng ta đến bóng mát của cây nghỉ một chút đi con. Mẹ à, con không mệt. Thôi, nghỉ một lát đi con. Cách Nhi, con hãy đi thử xem. Chó con à, ngươi đừng buồn. Mẹ của ngươi đã chết rồi, nhưng ngươi phải tiếp tục sống. Kiên cường lên nào. Cách Nhi, có chuyện gì vậy con? Vậy là một con chó nhỏ đáng thương bên cạnh chó mẹ. Chó mẹ đã chết rồi à? Thì ra như vậy. Mẹ, mẹ nghĩ ngươi khỏe chưa? Nghỉ khỏe rồi con. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đi mẹ. Mẹ, chính là con chó nhỏ này. Thật đáng thương. Mẹ ơi, hình như nó muốn đi theo chúng ta. Con chó nhỏ đáng thương, hãy để nó đi theo chúng ta đi. Nghe thấy chưa, chó con? Sau này ta gọi chúng mày là Hoa Hoa nhé. Vậy chúng ta hãy lên đường. Mẹ, chúng ta đi thôi. Hoa Hoa, mẹ, mẹ khát rồi phải không? Để con tìm nước cho mẹ uống. Ồ, một nơi đẹp tuyệt. Mẹ, để con đưa mẹ đi đến nơi này rất là đẹp. Còn có nơi nào đẹp nữa chứ? Đến nơi rồi mẹ sẽ thấy. Đây là nơi nào? Mẹ ơi, mẹ hãy nhắm mắt lại. Mẹ, mẹ thấy nơi này thế nào ạ? Chúng ta hãy ở lại nơi đây đi. Ừ, Cách Nhi, nơi này quả thật là rất đẹp. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ ở nơi đâu? Mẹ, mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy? Hoa Hoa, đừng qua đây. Hoa Hoa,
Mẹ ơi, Qua Qua, người hãy đem sợi dây này quấn vào cái cây đi. Qua Qua à, vất vả cho ngươi rồi. Gian kết con của mẹ. Mẹ, Hoa Hoa, mau đứng lên, chúng ta còn phải đi tìm mẹ nữa. Là chiếc giày của mẹ. Hoa Hoa, hãy tiếp tục tìm đi, mẹ nhất định ở gần đây thôi. Hoa, im lặng. Hay à, sáng sớm tinh bơ như vậy có chán không chứ? Phải đi kiếm củi nữa. Thôi ngươi đừng có càm ràm nữa, không đi kiếm củi thì lấy gì mà nấu ăn hả? Hôm qua chúng ta bắt được một bà lão thiệt cứng đầu, nếu như đồng ý nấu cơm cho chúng ta thì đã không bị trói suốt đêm rồi. Thật kỳ lạ, đại dương lại không giết bà ấy, còn phải thả sợi dây dài để câu con cá lớn chứ. Ý là sao? Nói gì cũng không hiểu sao? Đại dương muốn con của bà đem tiền chuộc bà về. Nếu như con của bà không hiếu thuận, tham sống sợ chết, không dám đến, hoặc là đến rồi nhưng không có tiền, vậy thì làm sao? Thì đại dương sẽ... À, thì ra một con chó nhỏ đang muốn ăn thịt chó đây. Xem tao bắt ngươi đây. Nhanh lên, chó kia, ngươi đứng lại cho ta. Không được, ta không thể bỏ đi như vậy được. Mày vẫn còn trong tay của bọn họ. Nhanh lên. Hey, cho mày sủa nè, cho mày sủa nè. Ây da, thật là xui xẻo, quá thật là xui xẻo mà. Hãy nghĩ cách thoát ra đi đã. Huynh đừng phí sức làm gì, cao thế này làm sao leo ra được? Có cách, ta sẽ đứng lên trên vai của người, chẳng phải là sẽ leo ra được sao? Sau khi ta lên trên rồi sẽ nghĩ cách cứu người. Ý kiến này hay đó. Hay da, xem ra lần này chắc ở đây mà chết đói mất thôi. Không đâu, đại dương nhất định sẽ phái người đến cứu ta. Ngộ nhỡ đại dương không tìm thấy chỗ này, qua vài ngày không đói chết thì cũng chết khác mất rồi. Hay da, sớm biết thế này, đi làm ăn cướp làm cái gì chứ. Mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con, tôi ra đi lần này đã mấy tháng trời, lúc này không biết mẹ hiện ra sao. Ta không có mẹ, nhưng ta có một người cha đã 80 tuổi. Ông luôn luôn mong ta có thể nên người, nhưng ông sẽ không bao giờ ngờ được con của ông là thành kẻ cướp chứ. Ai mà muốn sinh ra làm ăn cướp chứ. Nhưng trong thời thế hiện nay, không là ăn cướp thì lấy gì mà ăn. Ai ở trên đó vậy? Mau cứu chúng tôi. Ngươi đừng nằm mơ, trong rừng sâu như vậy ai mà đến nơi đây chứ. Ngươi đừng nói nữa, nghe nè. Hả? Chúng ta được cứu rồi. Ngươi cứu bọn ta cảm ơn. Nhưng ngươi có biết bọn ta là ai không? Biết. Vậy ngươi không sợ bọn ta sẽ giết ngươi sao? Mẹ của tôi có phải là do ông bắt đi không? Đúng như vậy,
Các ông cũng là do cha mẹ sinh ra, làm cường đạo cũng là việc bất đắc dĩ. Hy vọng hai người có thể dẫn tôi đi gặp mẹ. Ngươi làm vậy là tự chui đầu vào lưới rồi. Dẫn ngươi gặp đại dương, đây chính là con đường chết. Vì ngươi vừa cứu hai chúng ta, cho nên ta khuyên ngươi hãy mau chạy đi. Nếu không thì... Ê, hai người các ngươi đang làm gì đó? Ta đang nói hai người các ngươi sao cả buổi vẫn chưa thấy gì? Hóa ra là bắt được tên này à? Đúng vậy, còn nhiều lời với nó làm gì? Có tiền thì bao đưa ra, không có tiền thì giết. Hắn đến tìm mẹ hắn. Hai người hôm nay bị sao vậy? Người tìm mẹ thiếu gì? Chúng ta thương xót hết nổi không? Đúng vậy, chúng ta hãy trực tiếp đem hắn về đi. Nghe lệnh của đại dương đi. Đi. Thưa đại dương. À, đại dương, đây chính là con trai của bà đó. Người quả nhiên đã đến rồi. Bội phục, gan dạ lắm. Mẹ, Cách Nhi, sao con đến đây? Mẹ, con đến cứu mẹ đây. Hỗn láo, trong mắt ngươi có đại dương không vậy? Hả? Nói đi, ngươi đem bao nhiêu tiền để cứu mẹ ngươi? Tiền, tôi không có tiền. Không có tiền đến đây làm gì? Thưa đại dương, tôi và mẹ vì tránh nạn mà đến đây. Lưu lạc trên đường, mỗi ngày ăn quả dại, rau dại qua ngày, thì lấy đâu ra tiền chứ? Ngươi quả thật không có tiền sao? Quả thật không có tiền. Lục soát. Ây, thưa đại dương, tên tiểu tử này nghèo thiệt, một số tiền cũng không có. Đại dương, chúng tôi không có thứ gì cả, xin ông hãy thả mẹ tôi ra. Thả bọn ngươi ra, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Người đâu? Dạ đại dương, đem đi chém cho ta. Cách Nhi, con không thể chết. Các người muốn giết thì hãy giết bà lão vô dụng này đi. Được rồi, ngươi cũng muốn chết sao? Người đâu, hãy đem bà già này chém chung một thể. Mẹ ơi! Đại dương, xin ông hãy tha cho mẹ tôi. Mẹ tôi già yếu rồi, như đèn treo trước gió. Đại dương, xin ông hãy khai ân tha cho mẹ tôi. Đại ân đại đức của ông gian cách suốt đời không quên. Còn phần tôi, ông muốn chém giết thì tùy ý ông. Chỉ cầu xin ông thả mẹ tôi ra. Đại dương, thôi được rồi, thả bà già đó ra. Đa tạ đại dương, mong ông có thể giữ lời hứa. Người yên tâm đi, bổn đại dương trước giờ nói đều là giữ lời. Mẹ ơi, mẹ, con bất hiếu, không thể phụng dưỡng mẹ đến già, con xin đi trước. Con ơi, con của ta. Đi mau. Mẹ, mẹ nhớ bảo trọng. Con ơi, mẹ bảo trọng. Đại dương, xin hãy dừng tay lại. Cái gì? Ngươi muốn vì hắn cầu sinh sao? Đại dương, thuộc hạ không dám. Chỉ là sao? Đại dương, ngài xem tên tiểu tử này, thân thể cũng không tồi. Chi bằng để hắn nhập bọn chúng ta, cùng làm ăn cướp cho chúng ta. Đây là một ý hay. Ngươi nói ngươi tên là Giang Cách đúng không? Đúng vậy. Không ngờ nhỏ tuổi như vậy mà là đại hiếu tử rồi. Giang Cách không dám. Ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng ở lại nhập bọn với bọn ta không? Ây da, hãy mau đồng ý đi. Nếu như ở lại đây, không còn lo cái ăn cái mặc nữa. Cảm ơn lòng tốt của đại dương, nhưng mà Giang Cách không thể nhận lời. Hả? Đừng để có biết điều như vậy. Được đại dương, chúng ta để mắt đến là phước của ngươi rồi đó. Hả? Sao ngươi có thể xem thường chúng ta? Không phải, không phải. Tôi từ bé không còn phụ thân, cô độc khốn cùng. Mẫu thân đã ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi khôn lớn. Nếu như không có mẹ, làm sao có được tôi ngày nay? Cách Nhi, nếu như tôi đi theo đại dương, để lại mẹ tôi một thân một mình, binh mã loạn lạc, tứ cố vô thân, thì mẹ tôi làm sao có thể bảo toàn mạng sống? Làm sao có thể sống những tháng ngày còn lại đây? Hả? Đại dương, mẹ tôi tuổi tác đã cao, chân cẳng cũng không còn mạnh, rất cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Nếu như tôi đi theo đại dương, mẹ tôi mỗi ngày đều sẽ vì tôi mà phập phồng lo sợ. Tôi làm sao có thể nhẫn tâm như vậy được chứ? Đại dương, Giang Cách khẩn cầu đại dương, niệm tình tôi còn có mẹ già, không người chăm sóc, có thể thả tôi ra, thành toàn tâm hiếu của tôi, để tôi có thể phụng dưỡng cho mẹ đến già, tận bổn phận của người con được không?
Mẹ, con không biết mẹ bây giờ. Người hãy đứng lên đi. Đại Dương, ông đồng ý thả chúng tôi rồi ư? Mau đứng lên đi. Bổn Đại Dương đồng ý với người. Ta cũng là người có mẹ, trái tim này cũng do máu thịt làm ra. Đa tạ Đại Dương. Người đâu? Dạ. Hãy mau cởi trói cho mẹ của Đại Hiếu Tử đây. Dạ. Giang Hiếu Tử, đây là ngân lượng và lương khô, ngươi hãy cầm lấy, cùng mẹ mà sống qua ngày đi. Cảm ơn Đại Dương, nhưng Giang Cách không thể nhận. Đại Dương có thể thả chúng tôi ra, Giang Cách đã hết sức cảm kích rồi. Cách Nhi, mẹ. Cách Nhi, mẹ. Sau khi bọn cường đạo bình tĩnh lại, thì hai mẹ con đã từng bước về tới Lâm Truy. Giang Cách trong tình cảnh nguy nan như vậy có thể thoát hiểm vì mẹ làm ra sự hiếu dưỡng tốt nhất. Từ đó có thể thấy hoàn cảnh tốt hay xấu cũng không thể nào ảnh hưởng đến tấm lòng của người con hiếu. Sau này vì hạnh hiếu đó mà Giang Cách được phong Hiếu Liêm, hoàng đế còn ban chức giáng nghị đại phu. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.